Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Thánh Chúa, trong danh của Chúa Giêsu Christ, tôi thay mặt Hội Thánh Nhà Môn Dân để gửi lời chào trân trọng đến tất cả anh chị em đã đang và sẽ kết nối với Hội Thánh ngay thì giờ này để chúng ta học bài học buổi tối hôm nay. Xin Chúa ban phước cho hết thảy chúng ta. Cảm ơn Chúa vì tấm lòng yêu mến Chúa của hết thảy ông bà anh chị em khắp mọi nơi. Và tôi nghĩ rằng Chúa thưởng cho chúng ta rất là xứng đáng khi chúng ta chăm chỉ nghe lời của Ngài. Amen. Và tôi thấy có rất là nhiều người được chữa lành, đời sống được phục hồi, rồi được giải cứu khỏi ma quỷ, chữa lành bệnh tật qua những cái buổi học như thế này. Dạ. Điều đó chứng tỏ là gì anh chị em? Chúa chúng ta không bị giới hạn bởi bất cứ một thứ gì, không ạ? Không gian, thời gian, khoảng cách, địa lý không giới hạn. Mấy anh chị em tin là thôi. Bởi vậy cho nên tôi thấy trong cái thời đại ngày hôm nay đó, không có điều gì ngăn trở chúng ta phục vụ Chúa đó. Chỉ có điều là chúng ta cần phải được Chúa sức dầu, không ạ? Sự sức dầu của Chúa khai phóng năng quyền xuyên không gian, xuyên thời gian, khiến cho chúng ta được nhận ơn của Chúa. Cho nên anh chị em ơi, hãy ước ao sự sức dầu, hãy ước ao rằng Chúa hành động qua mình một cách mạnh mẽ. Amen. Cái thời đại này thì không có cái gì có thể ngăn trở được ha. Cảm ơn Ngài. Xin chào một lần nữa, chào tất cả ông bà anh chị em. Vâng, anh chị em rất là tuyệt vời khi buổi tối hôm nay chúng ta đã bước vào bài học rất là nhanh ha. Cảm ơn Chúa. Hãy ước ao sự sức dầu. Một lần nữa tôi nói với anh chị em rằng chính sự sức dầu khiến cho con cái của Chúa trở nên khác biệt. Chính sự sức dầu khiến cho đạo của Chúa trở nên đặc biệt. Chính sự sức dầu khiến cho người thế gian, người ta nhìn nhận Chúa quả thật là đấng cứu chuộc. Còn nếu không có sự sức dầu thì tôi nghĩ Tin Lành nó chả khác gì những tôn giáo khác cả. Không khác gì đó, giống ý xì nhau thôi. Nhưng mà sự sức dầu khiến cho mọi sự trở nên sống động. Và anh chị biết rồi đó, sự sức dầu thì đến từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Cho nên tôi rất là yêu mến Thánh Linh của Chúa. Tôi yêu Ngài mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút đồng hồ. Tôi luôn nói Chúa Thánh Linh ơi, con rất yêu Ngài. Bởi vì chính Ngài bày tỏ Chúa Giêsu cho con. Chính Ngài bày tỏ đấng vô hình trở nên thật hữu với con. Và tôi tin rằng buổi tối hôm nay chính Chúa Thánh Linh cũng sẽ đến với anh chị em và bày tỏ đấng vô hình trở nên thật hữu cho ông bà anh chị em giờ này. Mặc dù ông bà anh chị em có thể ngồi rất xa nơi tôi ở đây, ông bà anh chị em ở đó, nhưng bởi Thánh Linh chúng ta đang ở một chỗ trong linh giới, và Thần Linh của Đức Chúa Trời sẽ chạm tất cả chúng ta. Và tôi khích lệ toàn thể ông bà anh chị em giờ này hãy khát khao Thánh Linh. Hãy khát khao và nói với Ngài rằng Chúa ơi, con cần Ngài. Ngài đến và khải thị Chúa Giêsu cho con, để cho con có thể thấy Ngài, nghe Ngài, rồi chạm Ngài. Con có thể cảm nhận được sự hiện diện của Chúa một cách thực hữu bằng tâm linh của con. Chúa Thánh Linh ơi, hãy đến. Hãy đến, hãy đến, hãy đến. Anh chị em hãy cầu nguyện với tôi đi ạ. Wow, tôi nói anh chị em rằng nếu không có Chúa Thánh Linh, chúng ta không có cách gì để biết Chúa Giêsu như cần phải biết. Không có Chúa Thánh Linh, chúng ta cũng không thể nào hiểu được lời của Đức Chúa Trời như cần phải hiểu, anh chị em ạ. Cho nên một lần nữa tôi nói toàn thể anh chị em giờ này, hãy thưa với Chúa rằng lạy Chúa, còn khát khao Thánh Linh của Ngài, hãy tuôn đổ trên con giờ này. Amen. Hãy cầu nguyện lên trên. Hãy nhắm đôi mắt mình lại và cầu nguyện. Hãy hướng linh hồn mình về Chúa và cầu nguyện. Hãy nói với Chúa một cách tha thiết rằng ô lạy Chúa, con khát khao Thần Linh của Ngài. Thần Linh của Ngài hãy tuôn đổ trên con một cách đầy dẫy giờ này. Hãy cầu nguyện thưa hội chúng, hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện anh em ơi, hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện. Hãy nói rằng Chúa, con khát khao được sức dầu. Con khát khao được trở nên khác biệt. Con khát khao được chiếu sáng như ngọn đuốc giữa thế giới tối tăm này. Chúa ơi, sự sức dầu Ngài xin hãy tuôn chảy và rọi chiếu sáng một cách rực rỡ trên con giờ này. Ô trong danh của Giêsu quyền năng. Cha ơi, hãy sức dầu cho toàn thể anh chị em con.
Hãy sức giàu cho những người nam, người nữ đang nghe giọng nói của con. Hãy sức giàu cho những tôi trai, tôi gái của Chúa đang nghe giọng nói của con. Hãy sức giàu giờ này, Thánh Linh ơi. Hãy hiện diện một cách dễ bề. Hãy hiện diện một cách không trừng mực. Hãy hiện diện như sông tràn, như nước tràn bờ biển về Chúa. Hãy hiện diện như gió thổi Chúa. Hãy hiện diện một cách đầy dậy tại chỗ bạn chị em con đang ngồi. Hãy sức giàu Chúa, sức giàu Chúa, sức giàu cho những ai khát khao, sức giàu cho những ai sẵn sàng, sức giàu trong danh Chúa Giêsu quyền năng, để anh chị em, ông bạn chị em con biết Chúa Chúa, để bạn chị em con được mở trí, mở lòng để hiểu Ngài Chúa, để bạn chị em con được thấy Ngài bằng mắt Chúa, được thấy Ngài bằng mắt thuộc linh Chúa, được nghe Ngài bằng tai thuộc linh Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu quyền. Tiếp tục bên bạn chị em, hãy cầu nguyện. Không bao giờ là đủ để chúng ta xin sự sức giàu, sự thanh biến từ Thánh Linh. Không bao giờ là đủ. Không bao giờ là đủ. Oh, hallelujah. Cảm ơn Ngài Chúa. Hãy làm đầy dạy chúng con. Hãy làm đầy dạy chúng con trong buổi học tối nay. Hãy làm đầy dạy chúng con trên người nghe, người nói. Hãy làm đầy dạy chúng con bởi những phép lạ siêu nhiên của Ngài. Hãy làm đầy dạy chúng con bởi những quyền năng chữa bệnh và giải cứu, phục hồi, ban phước của Ngài. Ô, hãy làm đầy dạy chúng con những món quà tốt từ nơi thiên đàng của Ngài. Hãy làm đầy dạy chúng con để những lòng khát khao được thỏa nguyện Chúa. Ô, sống linh sống của Ngài tuôn chảy Chúa. Hallelujah. Ô, hallelujah. Cảm ơn Ngài Chúa. Tôi nhắc anh chị em một câu kinh thánh rất tuyệt vời trong Phúc Âm Giăng ha. Chúa Giêsu nói ta đi là ích lợi cho các con. Vì nếu ta không đi thì thần an ủi sẽ không đến. Nhưng khi ta đi ta sẽ sai Ngài đến. Và khi Ngài đến thì Ngài sẽ dẫn các con vào mọi lẽ thật. Oh hallelujah, đây là một lời diệu kỳ. Đây là một lời diệu kỳ, một lời diệu kỳ anh chị em ơi, hallelujah. Anh chị em biết không? Chúa Giêsu ở trên đất đã là một phước hạnh ngàn đời cho tất cả mọi người gặp gỡ Ngài rồi. Chúa Giêsu được ở trên đất là ước ao của hàng vạn, hàng triệu người rồi, phải anh chị em? Nhưng Chúa nói rằng ta đi là ích lợi cho các con. Anh chị em suy nghĩ một chút về điều đó đi ạ. Chúa nói rằng Chúa đi là ích lợi cho chúng ta. Bởi vì sao? Vì khi Ngài đi thì Thánh Linh Ngài đến. Thánh Linh là thần an ủi, Thánh Linh là quyền năng tuyệt đỉnh của Đức Chúa Trời. Thánh Linh là thần chân lý, Thánh Linh khai thị cho chúng ta biết mọi điều hiện tại, quá khứ, tương lai. Wow, hallelujah. Chỉ có Thánh Linh mới có thể chạm đến trái tim của con người. Chỉ có Thánh Linh mới khiến cho tội nhân ăn năn. Chỉ có Thánh Linh mới phục hồi những cuộc đời tan nát. Chỉ có Thánh Linh mới chữa lành những bệnh mạch không ai có thể chữa được. Chỉ có Thánh Linh mới khiến cho những người ta được tự do khỏi mọi điều đau đớn, khổ sở, hà hiếp tù đày. Anh chị em ơi, hãy tiếp tục nói với Chúa. Chúa Thánh Linh ơi, con yêu Ngài giờ này. Hãy cho con được biết Ngài Thánh Linh ơi, thật sâu nhiệm, thật mật thiết, thật kết nối với Ngài mỗi ngày. Anh em hãy cầu nguyện nào trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Hallelujah, Holy Spirit, come upon me now. Oh Holy Spirit, come with your power. Oh hallelujah, Koramasara. Hallelujah, Holy Spirit, come with your love. Hallelujah. Hãy đến với chúng con giờ này Chúa ơi. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Tất cả mọi anh chị em hãy được đầy dậy Thánh Linh giờ này. Hãy được đầy dậy Thánh Linh giờ này. Hãy được đầy dậy Thánh Linh giờ này. Mọi người hãy được đầy dậy Thánh Linh giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy. Chạm họ Chúa ơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đổ đầy trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy đón nhận bạn trẻ. Mọi người hãy đón nhận là tôi cầu nguyện để mình được đầy dậy Thánh Linh. Tôi cầu nguyện xin Cha thăm viếng anh chị em với Thần Linh của Ngài giờ này. Hãy đón nhận trong danh Giêsu quyền năng. Đón nhận, đón nhận, đón nhận. Mọi người hãy đón nhận bởi đức tin. Mọi người hãy đón nhận bởi đức tin. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit. Oh hallelujah, with your power, come Holy Spirit, with your love, with your kindness, come Holy Spirit. Hãy đến Thánh Linh ơi, với quyền năng của Ngài. Hãy đến Thánh Linh ơi,
với tình yêu của Ngài. Hãy đến Thánh Linh ơi, với lòng tử tế dịu dàng của Ngài, với tất cả anh chị em con giờ này. Hãy được đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy. Con ta Ngài là lùi, ta Ngài là lùi, ta Ngài là lùi. Anh chị em có cảm nhận sự hiện diện của Chúa không? Tôi đang thấy Chúa hiện diện tại căn phòng tôi đang ngồi. Wow, thật tuyệt vời, thật nhẹ nhàng, thật bình an, phước hạnh giờ này. Và lòng như được ở trong thiên đàng của Chúa. Anh chị em có cảm thấy không? Anh chị em có thấy tâm linh của mình được tưới mát bởi một điều gì đó rất siêu nhiên không? Anh chị em có thấy lòng trở nên bình an khác lạ giờ này không? Anh em có thấy rằng tự dưng anh chị em yêu Chúa nhiều hơn không? Tự dưng anh chị em khát khao được biết Ngài một cách mãnh liệt không? Tất cả những điều đó hãy nhớ đấy, Thánh Linh đang thăm viếng anh chị em giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, cảm ơn Ngài Chúa. Oh hallelujah, cảm ơn Ngài Chúa. Oh hallelujah, cảm ơn Ngài Chúa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Cảm ơn Ngài Chúa. Hallelujah. Yes. Wow, tôi muốn được ở trong cái không khí này thêm hơn nữa, thêm hơn nữa, thêm hơn nữa, thêm hơn nữa với sự bao phủ của Ngài, bằng một đám mây vinh hiển của Ngài trên mọi linh hồn chúng ta, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Wow, đám mây vinh hiển của Ngài phủ trên hội thánh Chúa giờ này, đám mây vinh hiển của Ngài phủ trên chúng con bởi quyền năng và tình yêu của Ngài. Thánh Linh ơi, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, con tạ Ngài, con tạ Ngài Chúa, tạ Ngài. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Tôi tin rằng ông bà anh chị em rất là được phước trong thời giờ cầu nguyện vừa rồi. Amen. Rất được phước. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu bài học. Amen cho em ha. Một lần nữa tôi thay mặt hội thánh nhà muôn dân gửi lời chào trân trọng đến toàn thể bạn chị em đang và sẽ kết nối vào live stream của hội thánh để lắng nghe bài học buổi tối hôm nay. Bài học thứ 8 có tên là Y quyền trong danh Chúa Giêsu. Bài học này là nằm trong chủ đề đời sống không tật bệnh. Và trước khi đã nghe bài học, anh chị em ơi, như thường là hãy giúp tôi chia sẻ live stream này trên trang cá nhân của mình. Chia sẻ càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt, ở trên những nhóm, những hội, những nơi nào mà anh chị em có tham gia, trên Facebook, trên YouTube, trên bất cứ kênh nào mà anh chị em có tham gia. Mục đích không có mục đích nào khác ngoài chuyện để cho lời của Đức Chúa Trời được lan truyền, phải không ạ? Và những video bài học này rất quan trọng. Anh chị em thấy rồi đó, có rất nhiều ông bà anh chị em khi nghe lại video này cầu nguyện theo những video và được chữa lành, đời sống họ được phục hồi và những phép lạ xảy ra. Những phép lạ xảy ra rất là nhiều. Cho nên tôi ao ước anh chị em hãy cứ chia sẻ đi. Đây là cách dễ nhất để cho anh chị em tham gia vào công tác truyền bá phúc âm, truyền bá lời hằng sống, lời quý giá, lời đời đời của Đức Chúa Trời cho mọi tạo vật trên đất này. Trong thời đại 4.0 này, thời đại công nghệ này, anh chị em ơi, cái chuyện chúng ta cùng nhau tham gia vào chuyện rao truyền lời của Chúa rất dễ dàng. Amen ạ. Hãy chia sẻ mạnh lên, hãy chia sẻ nhanh gọn và chúng ta bắt đầu bài học. Amen ạ. Wow, xin thần linh của Ngài phù hộ anh chị em, ban phước cho anh chị em một cách dư dật vì hành động rất tuyệt vời này. Cảm ơn Chúa. Và rồi tôi sẽ bắt đầu ha. Cảm ơn Ngài. Chúng ta hôm nay sẽ học bài học uy quyền trong danh của Giêsu. Có lẽ tất cả bạn chị em không ai lạ gì với danh của Giêsu, nhất là những anh chị em đã tin Chúa, đã được tái sanh. Còn những anh, ông bà anh chị em nào chưa tin Chúa, chưa biết Chúa mà hiện nay đang ở trong live stream này, thì tôi cũng muốn nói luôn, Giêsu là một danh được Đức Chúa Trời ban cho loài người 2000 năm trước, để nhờ đó mà mọi người đều có thể kêu cầu và được cứu, được chữa lành, được giải phóng, được phục hồi, được một cuộc sống đời đời bình an, phước hạnh cùng với Đức Chúa Trời. Nếu mà anh chị em chưa tiếp cận Chúa, hãy nói rất đơn giản: Chúa Giêsu ơi, hãy bước vào lòng con muốn
trở nên con cái của Ngài. Đó là quyền năng trong danh của Chúa. Và danh Giê-xu rất quan trọng và vô cùng quan trọng đối với con cái của Ngài, đối với hội thánh. Và có nhiều điều mà chúng ta cần phải biết rõ hơn về danh Giê-xu này. Khi chúng ta hiểu biết những gì Kinh Thánh nói về danh đó, thì danh đó, sự hiểu biết này sẽ củng cố đức tin của chúng ta, thay đổi đời sống cầu nguyện của chúng ta, và mãi mãi ảnh hưởng với đến cái thái độ sống của chúng ta trên đất này. Với cái kiến thức mà mình có được về danh Giê-xu, thì anh chị em chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ mọi hoàn cảnh, làm chủ mọi thứ mà liên quan đến ma quỷ, sự chết và những cái sự đau đớn trên đời này. Mọi hoàn cảnh chúng ta hoàn toàn có thể nắm trong tay khi chúng ta biết rõ về danh Giê-xu hơn bao giờ hết. Ngày hôm nay tôi tin rằng hội thánh cần hiểu, hiểu chúng ta đã được ban cho một danh. Thật sự Đức Chúa Trời đã ban cho một danh, ban cho chúng ta một khí cụ, ban cho chúng ta một tài sản thiêng liêng, ban cho chúng ta một khí cụ quyền năng mà không có một thứ gì trong đời nay hoặc đời sau có thể so sánh được. Chúng ta thực sự, anh chị em, thực sự có một tài sản, có một tài sản, và qua cái tài sản này chúng ta có thể tạo lập mọi thứ. Mọi thứ, tôi nói đúng nghĩa đen luôn, qua danh của Chúa Giê-xu chúng ta có thể tạo lập mọi thứ. Mọi thứ đều có thể được chu cấp cho anh, ông bà, anh chị em qua danh của Chúa Giê-xu. Từ tài chánh, sức khỏe, gia đình, con cái, tương lai, chức vụ, sức giàu, hay điều gì anh chị em muốn, phép lạ, chữa lành, tiên tri, đủ quỷ, tất tần tật, những gì anh chị em muốn có đều có thể được cung ứng qua danh của Chúa Giê-xu. Và tôi nói với anh chị em rằng danh Giê-xu là tài sản quý nhất mà Đức Chúa Trời bằng lòng ban cho hội thánh, nghĩa là mọi con cái được tái sanh của Ngài. Cho nên anh chị em đừng có nói là tôi không có gì nha, đừng bao giờ nói câu đó ha. Anh chị em là người đã được tái sanh thì cái lời mà tôi không có gì cả đừng bao giờ được nói qua khỏi miệng của mình, vì điều đó nó trái với sự thật, nó trái với điều mà Đức Chúa Trời định cho mỗi một chúng ta. Amen ạ. Anh chị em nhớ câu chuyện Môi-se ở trong sa mạc tại bụi gai cháy phải không ạ? Và đây là lần đầu tiên sau 80 năm ông được gặp gỡ Đức Chúa Trời một cách trực tiếp. Và anh chị em biết Đức Chúa Trời hỏi Môi-se điều gì không? Đức Chúa Trời nói là: hỏi Môi-se còn có gì trong tay? Và Môi-se ngần ngừ một chút và nói: còn có cây gậy, còn có cây gậy. Anh em đọc thấy trong Sách Ai Cập ký chương 4 câu 2 không ạ? Rõ ràng nếu như là một người hời hợt thì Môi-se có thể nói là: ô lạy Chúa, con có gì cả? Bởi vì thường cái cây gậy nó có giá trị gì đâu, cái cây gậy là cái cây mà hoàn toàn nó không có một cái giá trị gì cả, nó là cái cây gậy chăn cừu mà, mất cây này thì để cây khác có cái gì đâu, phải không ạ? Môi-se có thể, nếu là người hời hợt, có thể nói: tôi con chả có gì cả. Giống như phần lớn chúng ta hôm nay, phải không ạ? Thực ra chúng ta có nắm cây gậy trong tay, nhưng mà thường thì chúng ta hay quen miệng chúng ta nói con không có gì cả. Và anh em biết rồi đó ha, anh em biết rồi đó. Sau này Đức Chúa Trời đã sử dụng cây gậy của Môi-se để làm tất cả những phép lạ qua cuộc đời của ông. Anh em thấy không ạ? Ông giơ gậy lên biển đỏ, biển đỏ rẽ ra. Ông ném gậy xuống thì biến thành rắn. Ông giơ gậy lên thì đất Ai Cập mù mịt đầy những châu chấu, không ạ? Đầy mũi mòng. Ông giơ gậy xuống sông thì sông biến thành huyết. Anh em thấy không ạ? Cho nên một cây gậy đơn giản thôi, nhìn không có giá trị gì cả, nhưng nếu được Đức Chúa Trời hà hơi, nếu được Đức Chúa Trời sử dụng, nó có thể trở thành khí cụ quyền năng trong đời sống của chúng ta. Cho nên ngày hôm nay đó, anh chị em đừng bao giờ nói anh chị em không có gì trong khi anh chị em cầm quyển Kinh Thánh trên tay. Anh chị em cầm quyển Kinh Thánh trên tay thì đừng bao giờ nói tôi không có gì. Không, anh chị em có tất cả đấy, có tất cả. Cho nên hiện nay chúng ta có một thứ gì đó tốt hơn rất nhiều cái cây gậy trong tay của Môi-se. Chúng ta có danh Chúa Giê-xu,
Chúng ta có danh của Chúa Giêsu, một danh sống động đầy quyền năng, một tài sản được ban cho hội thánh. Một tài sản phải nói là tuyệt vời, mà không ở ai có được, người thế gian không có được, nhưng chúng ta có được. Cho nên tôi rất vui mừng và rất lòng khích lệ, rất lòng phấn khởi vì tôi có danh Chúa Giêsu. Vì danh này không phải là một danh bình thường, danh này không phải là tên danh xưng của một nhà lãnh đạo tôn giáo. Vì Chúa Giêsu không phải là một lãnh đạo tôn giáo, đây cũng phải là danh của một tiên tri vĩ đại hay là một trong những tiên tri vĩ đại. Vì Chúa Giêsu còn hơn cả tiên tri. Một số người cho rằng Chúa Giêsu là một trong những vị tiên tri vĩ đại, một nhà tiên tri gọi là độc nhất vô nhị. Nhưng mà Ngài còn hơn thế anh chị, hơn thế rất là nhiều. Và cho nên danh Ngài là danh khác biệt, một danh đặc biệt mà chúng ta cần phải biết ngày hôm nay. Công vụ chương 4 câu 12 chép sao anh chị em? Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Anh chị em thấy không ạ? Như vậy trong danh của Chúa Giêsu có sự cứu, mà không một danh nào có được. Không một danh của lãnh đạo tôn giáo, lãnh đạo chính trị, lãnh đạo đời này hay là triệu phú, tỷ phú nào, không có một danh nào mà để con người kêu cầu và được cứu. Không có. Chỉ có một danh được ban cho hội thánh, đó là danh Giêsu. Tất cả năng quyền của Đức Chúa Trời đều ở trong danh này. Danh đó được gọi là Giêsu. Nó sẽ mở khóa mọi cánh cửa và tiêu diệt mọi bệnh tật, tiêu diệt mọi quyền lực của địa ngục, tất cả những con quỷ và tất cả mọi quyền của địa ngục khi nghe đến danh này nó rung lẩy bẩy và nó phải bỏ chạy. Anh chị em thấy không ạ? Có thể anh chị em không đứng dậy được trong cái danh riêng của mình, hay trong danh của gia đình mình, hay là nhân danh một ai đó, nhân danh một lãnh tụ nào đó, anh chị em bị bại liệt mà không thể đứng lên khỏi giường mình được. Nhưng mà trong danh của Giêsu, anh chị em có thể làm bất cứ điều gì mà trước đây anh chị em không thể làm. Hãy nhớ điều đó. Có người nói là ôi cả đời tôi là kẻ thất bại, mọi việc tay tôi muốn vào đều thất bại. Anh em nói như thế không ạ? Nhưng mà những anh chị em nào nói với hãy nghe này, anh chị em có thể trở nên người thành công trong danh của Chúa Giêsu. Cũng có người nói ôi tôi là người sinh ra đã bệnh tật, tôi bệnh suốt ngày, bệnh suốt năm, bệnh suốt tháng, lúc nào tôi cũng đi bệnh viện, tôi là người không thể khỏe được. Hãy nhớ này, anh chị em hoàn toàn có thể trở thành một người khỏe mạnh hoàn toàn như bao người khác nhờ danh của Chúa Giêsu. Hãy tin đi. Anh chị em cần nắm bắt được sự mặc khải về danh Chúa Giêsu buổi tối này. Danh Chúa Giêsu khi được đánh vần hay khi được hô lên, nó không có gì gọi là đặc biệt phải không ạ? Vì sao nó đặc biệt? Vì cái tên Giêsu này, cái tên này không phải là tên duy nhất, mà ở trên đất này có rất nhiều người có cái tên là Giêsu. Người Do Thái có rất là nhiều người có cái tên này, phải không ạ? Hãy chú ý điều đó. Ở bất kỳ quốc gia nào thì khi anh chị nói tên của một ông tổng thống, ví dụ như bây giờ tổng thống Mỹ là ông Joe Biden này ha, tôi cho rằng trong nước Mỹ có vô số những người cũng có tên là Biden, vô số người có tên Biden. Nhưng hiện nay khi người ta nhắc đến Joe Biden, tự nhiên người ta nghĩ ngay đến đó là tổng thống Mỹ. Anh chị em hiểu không ạ? Vì nó gắn liền, cái tên này đã gắn liền với ông. Cho dù có bao nhiêu người khác cùng tên, thì mỗi khi anh em nhắc đến Joe Biden thì người ta nghĩ ngay là anh em đang nói đến tổng thống Mỹ. Ông ta là người duy nhất tại thời điểm này, ông có thẩm quyền ở trên quốc gia Hoa Kỳ. Có đúng không ạ? Đó, đây là cái điều mà lạ lùng. Vậy thì danh Giêsu có nghĩa là đấng cứu thế. Từ Hy Lạp là Giêsu, tiếng Do Thái là Joshua, phải không ạ? Vì vậy trong tiếng Hebrew họ không gọi Ngài là Chúa Giêsu, họ gọi Ngài là Joshua. Phiên bản tiếng Anh thì mình nói là Jesus, phải không ạ? Vì vậy vấn đề không phải là cách nó được đánh vần, cách nó được phát âm, không phải như vậy. Nhưng mà cái danh này nó được gắn liền với một con người, gắn liền với một con người, phải không ạ? Con người này là con của Đức Chúa Trời. Danh Giêsu này được gắn liền với một con người, và bất
kỳ quyền lực nào mà người đã có. Ví dụ như Chúa Giêsu có, bất kỳ quyền lực nào mà Chúa Giêsu có, quyền năng nào mà Chúa Giêsu có đều gắn với danh của Ngài. Anh chị em hiểu ý tôi muốn nói mà. Đây là cái chỗ đặc biệt. Cái danh Giêsu này được gắn liền với Con Đức Chúa Trời, gắn liền với một đấng được gọi là Con Đức Chúa Trời, và Ngài có tất cả mọi quyền năng trên trời dưới đất. Và mọi quyền năng trên trời dưới đất đó của Ngài thì gắn với danh của Ngài. Vì vậy khi anh chị em nói tôi nhân danh Chúa Giêsu mà đến, thì anh chị em đang nói về tất cả thẩm quyền mà Chúa Giêsu đang có. Anh em hãy lãnh hội chỗ này. Khi anh em nói tôi nhân danh Chúa Giêsu mà đến, tôi nhân danh Chúa Giêsu mà làm điều này, tôi nhân danh Chúa Giêsu mà nói điều này, thì anh em chị em đang làm với tất cả thẩm quyền mà Chúa Giêsu đang có. Hãy ghi nhận điều đó. Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời đã bị giết vì sự cứu rỗi của cả thế giới. Ngài đã chết và được chôn, nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại và Ngài đã thăng thiên để nhận lãnh mọi vinh hiển và uy quyền. Có đúng không? Và khi Ngài đã nhận được thẩm quyền theo Kinh Thánh, Ngài trở lại với các môn đồ Ngài nơi họ đang ở trong phòng cao đó, trong ngày lễ ngũ tuần đó. Thì Sứ đồ Giăng ghi lại rằng cửa ra vào và cửa sổ đều đang đóng. Không ạ? Ngài đã bước vào căn phòng đó và hiện ra giữa họ và nói bình an cho các người. Như Cha đã sai ta thể nào thì ta cũng sai các ngươi thể ấy. Giăng chương 20 câu 21. Rồi Ngài phán với họ, Đức Chúa Giêsu đến gần phán cùng môn đồ như vậy: hết cả quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh mà làm phép bắt tên cho họ. Ma-thi-ơ chương 28 câu 18-19. Anh em thấy mà, như vậy ở đây có một sự gì? Anh em đọc thấy có một sự gì? Một sự chuyển giao, một sự ủy quyền, một sự ủy thác cho các môn đồ, cho những người tin Ngài, cho những người theo Ngài, cho những người đợi chờ Ngài, cho những người được tái sinh bởi thánh linh của Ngài. Những gì Ngài có, những quyền năng Ngài có, thẩm quyền Ngài có, được chuyển cho hội thánh là chúng ta qua danh của Ngài. Ok chưa? Như vậy khi Ngài phán hãy đi dạy dỗ muôn dân, Ngài không có ý nói rằng chúng ta hãy đem quyển Kinh Thánh ra mở ra trước mọi người và đọc cho mọi người nghe, không. Ngài có ý nói rằng Ngài dẫn đầu họ, Ngài đi tiên phong, Ngài làm điều này với một tốc độ kinh hoàng. Ngài nói rằng hãy đuổi kịp thế giới này, hãy rao giảng phúc âm cho toàn bộ mọi tạo vật thế giới này. Dù hiện nay trên trái đất này có 8 tỷ người thì 8 tỷ người phải được nghe phúc âm, mà nếu có 9 tỷ người thì 9 tỷ người phải được nghe phúc âm bởi quyền năng trong danh Chúa Giêsu. Chúng ta có thể làm được điều đó. Anh em hiểu không ạ? Đó là cái điều rất là lạ lùng mà chúng ta cần phải hiểu cái ý mà nói. Rồi trong câu 20 Ngài nói gì? Và nay ta ở cùng luôn với các ngươi cho đến khi tận thế. Điều đó có nghĩa rằng tôi vọng bạn cho em không đơn độc. Mọi thứ sẽ thay đổi trong đời sống của chúng ta ngay lập tức khi chúng ta bắt đầu đặt đức tin nơi Ngài, vận dụng danh của Ngài, và không phải mất nhiều thời giờ để nghiên cứu gì cả. Anh chị em nhớ câu chuyện của Nicodem phải không ạ? Nicodem đến với Chúa Giêsu và nói vậy: thưa thầy, tôi tin là thầy đến từ Đức Chúa Trời, vì không ai có thể làm phép lạ thầy làm nếu không có Đức Chúa Trời ở cùng người đó. Giăng chương 3 câu 2. Đây cũng chính là Chúa Giêsu mà chúng ta đang đi theo đây, đang đi theo. Và cho nên Chúa Giêsu rất là dự kiến chứ. Chúa Giêsu là đấng mà có quyền năng của Đức Chúa Trời, đến nỗi trong cái thời mà Ngài còn sống trên đất đó, người ta phải nhìn nhận rằng nếu không có Đức Chúa Trời ở cùng Ngài, nếu Ngài không có thẩm quyền, nếu Ngài không có năng lực, thì Ngài không thể làm được những phép lạ mà người ta nhìn thấy. Anh Danh thấy mà, anh Danh thấy rằng Chúa Giêsu nói chuyện với cái cây và nó phải vâng lời. Chúa Giêsu nói một lời là nó khô từ dưới gốc lên tận ngọn. Ngài nói chuyện với bánh mì và nó phải nhân lên rất là nhiều lần. Ngài gọi một đồng xu và một con cá phải đem đến cho Ngài. Anh em thấy không ạ? Đó. Ở trong Ma-thi-ơ chương 17 câu 27 đó. Rồi Ngài phán với bão tố là phải im đi, lặng đi, thì lập tức nó yên lặng liền. Ngài nói với đôi mắt bị mù và
nó liền mở ra. Ngài nói với đôi tay bị điếc và nó không còn biết nữa. Ngay cả những người què không có chân, Ngài nói rằng hãy đứng dậy mà đi. Những người bại liệt 38 năm, Ngài nói rằng hãy đứng dậy vác giường đi, lập tức họ đứng dậy vác giường đi. Ngài nói với những người không hãy sạch đi, khi Ngài chạm đến họ thì họ lập tức sạch. Ngài phán, ngay cả kẻ chết khi nghe Ngài cũng sống lại. Anh chị em thấy không? Cho nên một lần nữa chúng ta hãy thấy rằng một người chết nằm trong quan tài, đang trong đường đi đến mộ để chôn, mà Chúa Giê-xu gõ vào quan tài và nói hỏi thanh niên kia tầm đuổi người, hãy trỗi dậy. Anh em đọc trong Luca chương 7 câu 12-15 không ạ? Con trai của một bà góa, người chết rồi vẫn nghe được Ngài. Anh em thấy không? Hoặc Lazarus chết 4 ngày rồi vẫn nghe được tiếng của Ngài. Khi Ngài nói hỏi Lazarus hãy ra thì người chết ra liền và mình mãi còn quấn đầy vải liền. Cho nên có điều gì đó rất là diệu kỳ ở trong danh Giê-xu. Tôi nhắc lại là hiện nay khi chúng ta kêu danh Giê-xu thì cũng giống như Chúa Giê-xu đang làm phép lạ vậy đó. Anh em hiểu không? Cho nên tôi mới nhắc lại những điều mà Chúa Giê-xu đã làm để cho anh em nhận được cái sự khai sáng ở điều này. Khi nó nói trong danh Chúa Giê-xu tôi đến, trong danh Giê-xu tôi làm điều này, trong danh Giê-xu tôi lệnh cho điều này, thì cũng đồng nghĩa với Chúa Giê-xu đang làm. Vì vậy chúng ta hãy nhìn lại những phép lạ Ngài làm. Ngài có thẩm quyền, Ngài nói là người chết cũng phải nghe, những vật vô tri vô giác phải nghe, bảo tế phải nghe. Cho nên có một điều gì đó rất là diệu kỳ trong danh Chúa Giê-xu. Khi nghe đến danh Ngài, mọi đầu gối phải quỳ xuống, ma quỷ run sợ, địa ngục rúng động. Và Đức Chúa Trời đã tuyên bố điều đó với danh Giê-xu. Ngài tuyên bố rằng mọi đầu gối phải quỳ xuống trước danh Giê-xu. Đức Chúa Trời lệnh cho tất cả các tạo vật phải cúi đầu khi nhắc đến danh Giê-xu. Đức Chúa Trời lệnh cho mọi hòn núi biển cả phải cúi đầu trước danh Chúa Giê-xu. Đây là điều lạ lắm. Anh em thấy trên núi Hóa Hình, chính Đức Chúa Trời đã khẳng định đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về con này, hãy nghe lời của Ngài. Đức Chúa Trời lệnh cho chúng ta hãy nghe lời Ngài. Đức Chúa Trời lệnh cho mọi tạo vật của Ngài hãy nghe lời Ngài. Đức Chúa Trời lệnh cho mọi vật trên trời, dưới đất, bên dưới đất, vật có tri giác không tri giác, hãy nghe lời Ngài. Ma-thi-ơ chương 17 câu 5. Nếu Đức Chúa Trời đã ban lệnh thì ai dám cãi anh chị em? Con quỷ nào dám cãi anh chị em? Địa ngục nào dám cãi anh chị em? Cho nên chị em ơi, thật là vinh dự khi Chúa ủy quyền cho chúng ta được hợp pháp sử dụng danh này. Tôi muốn cho em nhận thức được điều này, nó quý vô cùng, tuyệt diệu vô cùng. Khi nên kêu danh của Giê-xu, tất cả đều cúi đầu lắng nghe. Trong Luca chương 10 câu 19, Chúa chết sao? Này, ta ban cho các ngươi quyền dày đạp rắn và cạp và mọi quyền kẻ nghịch, chẳng gì làm hại các ngươi được. Nên nhớ ha, Luca chương 10 câu 19. Này ta ban cho các ngươi quyền dày đạp rắn bò cạp và mọi quyền kẻ nghịch, chẳng gì làm hại các ngươi được. Chúa Giê-xu đã trao cho chúng ta năng quyền trên tất cả mọi sức mạnh của kẻ thù. Thật sự thì có hai cái từ sử dụng để mô tả cái từ năng quyền ở trong Kinh Thánh. Hai cái từ này đều đến từ tiếng Hy Lạp. Cái đầu tiên á, tôi gọi nó là dynamic. Dynamic có nghĩa là sức mạnh hoặc khả năng gây ra một cái sự biến đổi, thay đổi. Dynamic là giống như anh chị em luyện một quả mìn và nổ lên và tất cả đều tháo tung hết. Đây là quyền lực. Cho nên chúng ta đã nhận được cái dynamic này khi Đức Thánh Linh giáng lên chúng ta. Anh em nhớ trong Công Vụ chương 1 câu 8 khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, các ngươi sẽ nhận lấy quyền năng để làm chứng về ta tại Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samaria cho đến cùng trái đất. Công Vụ chương 1 câu 8. Thì cái từ này là dynamic. Chúng ta nhận lấy một quyền năng đột phá, một quyền năng khai phá, một quyền năng mà không gì có thể ngăn trở được khi Đức Thánh Linh giáng trên đời sống của chúng ta. Đây là sức mạnh mà chúng ta đã có, quyền năng mà chúng ta đã có. Sức mạnh này nằm trong bên tâm linh của chúng ta. Anh em ạ, khi chúng ta nhận Thánh Linh thì sức mạnh đã nằm bên trong. Chúng ta cần khai phóng nó ra bởi đức tin, được chưa? Nhưng tôi muốn nói với anh chị em kỹ hơn trong Luca chương 10 câu 19 buổi tối hôm nay. Chúa Giê-xu đề cập đến thẩm quyền. Và điều quan trọng là chúng ta phải hiểu thẩm quyền đã thuộc về mình. Thẩm quyền.
Chúa Giêsu ban cho chúng ta thẩm quyền ở trong Luca chương 10 câu 19. Tất cả quyền năng của Đức Chúa Trời được ban cho Chúa Giêsu và danh của Ngài hoạt động trên môi miệng của những người được tái sanh. Thẩm quyền là quyền lực được ủy quyền và nó có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp là exousia. Nó đề cập đến cái quyền hành động thay cho người khác, đại diện người khác. Được chưa? Mức độ thẩm quyền và mức độ nó có thể hoàn thành phụ thuộc vào cái quyền năng hỗ trợ nó. Tôi muốn anh chị em hiểu điều này. Ví dụ ha, tôi lấy một ví dụ để anh chị em hiểu điều này. Một anh cảnh sát giao thông, cái năng lực của anh cảnh sát giao thông á, nếu mà năng lực của anh á, thì nó cũng như người bình thường thôi. Anh vác được 50 kg, nếu anh chạy thì anh cũng chạy được gọi là một đoạn đường đoạn mệt thôi, đúng không? Nhưng anh cảnh sát giao thông, anh có thể giơ cây gậy ra và một cái chiếc xe tải hàng chục tấn phải dừng lại, không dám đi qua. Vì sao? Vì sao? Vì anh này được nhà nước ủy quyền cho một cái thẩm quyền để gìn giữ trật tự giao thông trên đường. Và năng lực của anh mà anh có cho cái thẩm quyền đó không phải là năng lực cơ bắp của anh, không phải là võ vẻ anh có, không phải là tướng mạo cao to của anh. Không, năng lực của anh là năng lực của cả một đất nước, năng lực của cả quân đội, năng lực của cả ngành cảnh sát giao thông, của bộ trưởng bộ giao thông trao cho anh. Nếu ai đã chống lại anh thì lập tức pháp luật xử lý. Pháp luật xử lý. Cũng một lẽ đó, tôi muốn giải thích cho anh chị em. Đức Chúa Giêsu đổ Thánh Linh trên anh chị em, ban cho anh chị em một năng lực của thiên đàng. Năng lực thiên đàng này đang nằm ở trong tâm linh anh em. Anh em ra đi phục vụ Chúa, giảng phúc âm, chữa lành người bệnh, đuổi quỷ, làm những việc quyền năng không phải bởi năng lực của anh em, nhưng mà năng lực của thiên đàng ở trong anh em. Nhưng tại sao khi anh em ra lệnh cho một con quỷ thì con quỷ nó phải nghe? Bởi vì anh em được nhận thẩm quyền từ Chúa Giêsu. Anh em có cái thẩm quyền, anh em có năng lực và có thẩm quyền. Chính cái thẩm quyền trong danh Giêsu này khiến cho con quỷ nó phải nghe lời. Con quỷ nó phải cúi đầu, bệnh tật phải cúi đầu, hoàn cảnh phải cúi đầu, vật vô tri vô giác phải cúi đầu, vì anh em được trao cho thẩm quyền sử dụng danh Chúa Giêsu. Mà danh Giêsu này thì được Đức Chúa Trời định cho cao hơn tất cả mọi danh, định cho mọi đầu gối trên trời dưới đất bên dưới đất phải quỳ xuống khi nghe danh này. Anh em hiểu ý không ạ? Đó là lý do tôi muốn anh chị em nắm bắt nó. Đó. Cho nên hai cái từ này được sử dụng ở đây trong câu này thì chúng ta phải hiểu rằng chúng ta đã được trao cho năng lực trên tất cả mọi năng lực của kẻ thù. Chúng ta cũng đã được trao cho thẩm quyền vượt hơn, sai khiến được đối với ma quỷ và cả đoàn quân địa ngục của nó. Đúng không? Ngài không nói về một số sức mạnh của kẻ thù đâu, Ngài nói về tất cả sức mạnh kẻ thù. Nếu tập hợp lại, chúng ta đang ở trên nó. Tất cả mà. Ngài phán không điều gì có thể làm hại các ngươi bằng bất cứ cách nào. Tôi không cần biết ma quỷ cố gắng như thế nào, hoặc thông qua phương tiện nào mà hắn cố gắng để thực hiện, để làm hại mình. Chúng ta đã được trao quyền trên tất cả mọi khả năng của hắn, và hắn không thể làm gì được, không thể làm gì được. Danh của Chúa Giêsu có quyền trên mọi bệnh tật, bất kể bệnh tật đó gọi là tên gì. Danh Chúa Giêsu có quyền trên mọi con quỷ, bất kể con quỷ đó tên gọi là gì. Nên hiểu không ạ? Có một số người không có đức tin ở chỗ này, cho nên để giảng ra một cái giáo lý khiến cho con cái của Chúa nghi ngờ và sợ hãi. Người ta nói rằng khi ta đuổi quỷ thì quỷ nó có thể làm hại lại người đuổi quỷ. Người đã nhân danh Chúa Giêsu đuổi quỷ và nó có thể làm hại lại. Không đâu. Nó làm hại khi anh em không có đức tin. Nó làm hại khi anh em yếu đức tin và nghi ngờ. Nó làm hại khi anh em làm mà không được sức dầu. Nó chỉ làm hại khi anh em làm theo ý xác thịt riêng của mình. Nhưng nếu anh em đến trong danh Chúa Giêsu, anh em được sức dầu bởi Thánh Linh,
Anh em làm công việc, việc của Chúa bởi sự sức giàu của Đức Thánh Linh, tức là bởi thẩm quyền và năng lực của Đức Thánh Linh. Thì tao nói nè, anh em hãy vui mừng đi. Cả địa ngục cũng không thể động đến được cái lông chân của anh chị em. Cả địa ngục cho nó tập hợp lại, không dám, nó phải bỏ chạy. Dù con quỷ đó tên gọi là gì tao không cần biết, dù binh lực của nó có đông cỡ gì tao không cần biết, nhưng Chúa nói rằng không một quyền kẻ địch nào làm hại các người được. Anh chị em có tin không? Đó là sự thật, anh chị em thấy không ạ? À, đó là sự thật. Cho nên danh Chúa Giêsu có quyền trên mọi thứ. Mọi thứ, kể cả đau bệnh luôn. Chúng ta đang nói về lĩnh vực đau bệnh mà. Anh em thấy không ạ? Mọi danh đều phải ở dưới danh Giêsu. Anh chị em không biết là ung thư cũng có một danh không? Khi chúng ta bảo là ung thư gan, nó là danh ung thư. Chúng ta bảo ung thư thận, đó là ung thư đó, là danh của nó đó. Chúng ta bảo ung thư tuyến giáp, nó là danh của nó đó. Sốt, sốt bại liệt, sốt siêu vi, sốt xuất huyết, đó là danh của nó. Đúng không ạ? Viêm, viêm khớp dạng thấp, viêm khớp bị rút, đó là danh của nó. Đó là danh của nó. Bất cứ điều gì có tên đều ở dưới quyền của chúng ta trong danh Chúa Giêsu. Bất kể điều gì, bất kể điều gì mà nó có tên thì nó luôn ở dưới quyền của danh Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta hãy cảm ơn Chúa, trên đất này không có cái gì mà không có tên nữa đó. Không có cái gì là không có tên nữa. Tất cả mọi thứ đều ở dưới danh của Chúa Giêsu. Nếu có bất kỳ điều gì đó làm phiền anh chị em, quấy rối anh chị em, tôi muốn anh chị em biết rằng anh chị em có đủ thẩm quyền và năng lực để đuổi nó đi lập tức ngay bây giờ trong danh của Chúa Giêsu. Anh em hãy nhớ điều đó, ngay lập tức, không phải đợi ngày mai sáng mai, không phải đợi năm sau tháng sau, không, ngay lập tức. Nếu một điều gì đó làm phiền anh chị em, nếu một điều gì đó quấy rối đời sống anh chị em, thì anh chị em hãy nắm lấy danh của Chúa Giêsu và đuổi nó đi ngay lập tức, bởi vì những thứ đó nó ở dưới danh Chúa Giêsu. Chị em ha, anh dù lớn hay nhỏ, dù nó là năng về gì đi chăng nữa, thì nó đều là ở dưới danh của Chúa. Và tôi đã nhiều lần, rất là nhiều lần tôi kinh nghiệm được cái thẩm quyền này trong cái đời sống cá nhân cũng như đời sống chức vụ. Rất nhiều kỳ anh chị em, rất là nhiều kỳ. Tôi đã nhiều lần kinh nghiệm khi mà cầu nguyện cho người khác, tôi chỉ vừa giơ tay lên và tôi nói trong danh của Chúa Giêsu thôi, thì lập tức tất cả những biểu hiện, tất cả những cái con quỷ hay những cái thứ gì ở trong con người đó lập tức run lẩy bẩy lên. Anh em thấy những cái clip ở trên mạng đó, anh em thấy chỉ cần chỉ vào người bị bệnh, chỉ vào cái chỗ mà ma quỷ đang hành hạ và nói trong danh của Giêsu ta truyền lệnh cho mày, thế là lập tức nó biểu lộ liền, run lẩy bẩy liền, lập tức phải bỏ chạy liền. Anh em thấy, tôi rất là nhiều lần kinh nghiệm cái thẩm quyền mà mình có trong danh Giêsu, cũng như cái sự linh ứng của danh Chúa Giêsu ở trên môi miệng của mình khi mình sử dụng với đức tin. Anh chị em ạ, cho nên rất là diệu kỳ. Tôi muốn anh chị em hãy nắm lấy cái chỗ này. Nó rất là linh nghiệm và anh chị em cần phải thực hành nó. Phải thực hành nó. Nếu chúng ta không dám thực hành nó, chúng ta nghĩ rằng mình không có gì, mình chưa đủ, thì anh chị em sẽ mãi mãi không kinh nghiệm được cái sự quyền năng linh ứng ở trong danh Chúa Giêsu. Chúng ta cần phải thực hành, phải sử dụng danh Giêsu trên đời sống của mình, anh chị em. Anh em có thể đọc thấy công vụ sứ đồ chương 3 câu 1 đến câu 6 ha, câu chuyện rất là quen thuộc. Tôi đọc anh chị em nghe. Buổi cầu nguyện giờ thứ 9, Phi-rô với dân cùng lên đền thờ, và có một người què từ lúc sanh ra, cứ hàng ngày người ta đem đặt tại cửa đền gọi là cửa đền, đặng ăn mày những người vào đền. Người thấy Phi-rô và dân vào thì xin hai người bố thí. Phi-rô và dân ngó chăm người rồi nói rằng hãy nhìn xem chúng ta. Vậy thì người bèn nhìn chăm chăm hai người tưởng được chút gì. Nhưng Phi-rô nói với người rằng ta chẳng có vàng bạc chi hết, xong điều ta có thì ta cho ngươi. Xong điều ta có thì ta cho ngươi. Tôi đố anh chị em biết được, khi Phi-rô nói điều này, ông hàm ý ông đang có điều gì? Anh chị em đọc tiếp sẽ thấy. Ông nói vàng ông có, bạc cũng không có gì cả, nhưng điều ông có ông cho.
Anh chị em ơi, Phi-rơ đang có thẩm quyền và năng lực trong danh Chúa Giê-xu. Và hôm nay tôi và bạn chị em cũng đang có thẩm quyền và năng lực trong danh Chúa Giê-xu. Đó là điều mình có. Và từ cái điều mình có này, chúng ta có thể kiến tạo tất cả mọi thứ mình muốn. Anh chị em thiếu tài chánh sẽ có tài chánh trong danh Giê-xu. Anh chị em thiếu sức khỏe sẽ có sức khỏe trong danh Chúa Giê-xu. Anh chị em thiếu sự tự do, anh em sẽ có sự tự do trong danh Chúa Giê-xu. Anh em thiếu bình an sẽ có bình an trong danh Giê-xu. Anh em thiếu một gia đình hạnh phúc sẽ có một gia đình trật tự trong danh Chúa Giê-xu. Anh em thiếu niềm vui sẽ có niềm vui trong danh Chúa Giê-xu. Anh em thiếu một chức vụ thành công, anh em sẽ có một chức vụ thành công trong danh Chúa Giê-xu. Anh em thiếu ân tứ, thiếu sự sức giàu, anh em sẽ có ân tứ và sự sức giàu trong danh Chúa Giê-xu. Anh chị em ơi, tôi nói anh chị em đây là tôi gọi là cái chìa khóa vạn năng, một cái tài sản vạn năng, một cái tài sản mà từ đó anh em có thể có tất cả là danh Chúa Giê-xu. Anh em có thẩm quyền, cái năng lực trong danh Chúa Giê-xu. Và đúng như tôi nói, anh chị em xem, Phi-rơ ông biết mình, ông biết mình có một danh, ông biết những gì danh đó có thể làm, không ạ? Và ông biết cách sử dụng nó. Cho nên ông nói tiếp theo này, ông nói tiếp theo, xong điều ta có thì ta cho ngươi. Ông nói như là nhân danh Giê-xu Christ ở Nazareth hãy bước đi. Anh em đọc không? Anh em đọc không? Nhân danh Giê-xu Christ ở Nazareth hãy bước đi. Cho nên ở chỗ này tôi lại một lần nữa khuyến cáo anh chị em, đừng bao giờ nói rằng anh chị em không có gì. Đừng bao giờ nói bỏ câu đó ra khỏi tự điển hằng ngày ngôn từ của anh chị em hằng ngày đấy. Anh chị em đang có một danh vạn năng, anh chị em đang có một danh vạn năng, và từ đó anh chị em có tất cả. Danh Chúa Giê-xu đã được trao cho anh chị em để sử dụng. Hãy sử dụng nó trong mọi lĩnh vực đời sống của anh chị em. Sử dụng nó vì lợi ích của thế giới mà anh chị em đang sống. Được chưa? Đó. Cho nên anh chị em thấy rất là diệu kỳ. Và anh chị em mở ra cùng tôi trong Giăng, Tin Lành Giăng chương 14 câu 13-14. Tôi muốn nói một điều ở trong cái câu kinh thánh này. Tin Lành Giăng chương 14 câu 13-14: các người nhân danh ta mà cầu xin đi chứ mặc dầu, ta sẽ làm cho, để cha được sáng danh nơi con. Nếu các người nhân danh ta xin đi chứ, ta sẽ làm cho. Khi anh em nghiên cứu câu kinh thánh này ở tiếng Hy Lạp, anh em sẽ thấy đây không phải là Chúa Giê-xu bảo mình cầu nguyện. Nó là một cái điều rất là thú vị khi mình nghiên cứu. Chúa Giê-xu không bảo mình cầu nguyện ở đây, nhưng Ngài đang nói về cái việc làm trong danh của Chúa, những gì mà danh của Chúa có thể cung ứng. Ngài đang tập trung vào điều đó. Ngài nói với họ rằng các ngươi nhân danh ta mà cầu xin. Nhưng tôi muốn nói anh chị em hãy để ý đến cái từ xin ở đây. Cái từ xin ở đây đó, nó còn có nghĩa trong tiếng Hy Lạp có một từ đồng nghĩa nữa, đó là yêu cầu. Yêu cầu. Cái từ xin ở đây có thể hiểu là yêu cầu. Cho nên tôi có thể đọc lại câu kinh thánh này như thế này anh chị em. Chú ý nha. Các người nhân danh ta mà yêu cầu điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để cha được sáng danh nơi con. Nếu các người nhân danh ta mà yêu cầu điều chi, ta sẽ làm cho. Đây là cái chỗ mà anh chị em cần lưu ý ha. Yêu cầu. Vì vậy trên thực tế Chúa Giê-xu đang nói về việc đưa ra những yêu cầu nhân danh Ngài. Những gì Ngài đang nói là Ngài sẽ đảm bảo rằng những yêu cầu đó được thực hiện cho chúng ta khi chúng ta yêu cầu. Đó là điều Chúa Giê-xu muốn nói ở câu kinh thánh này. Ngài muốn anh chị em biết rằng Ngài có đủ quyền lực, Ngài có đủ năng lực để đáp ứng mọi nhu cầu của anh em. Và Thánh Linh đứng đằng sau danh đó, đúng không ạ? Thánh Linh đứng đằng sau danh đó, các thiên sứ đứng đằng sau danh đó sẽ đáp ứng mọi nhu cầu. Ngài đang nói điều gì ở đây nè? Tôi muốn lặp lại ha. Bất cứ điều gì các ngươi yêu cầu được thực hiện nhân danh ta, thì ta đảm bảo rằng nó sẽ được thực hiện. Ý là như vậy. Đây không phải là cầu nguyện, mà đây là một nhu cầu, một yêu cầu. Phải không? Một yêu cầu. Đây là một cái yêu cầu. Và chúng ta cần đưa cái yêu cầu của mình, nhân danh Chúa đưa yêu cầu của mình ra, thì điều đó
được thực hiện trong danh Chúa Giêsu. Và một nghiên cứu nói ở đây, một nghiên cứu rõ ở đây để tìm thấy ở đây không phải nha, anh em đừng hiểu lầm là chúng ta ra lệnh cho Chúa. Có một số người nói mình là ai mà ra lệnh cho Chúa. Không, ở đây không phải là ra lệnh, mà Ngài nói rằng, ý Ngài nói rằng Ngài sẽ ủng hộ, Ngài sẽ hỗ trợ, Ngài sẽ làm thành những yêu cầu của chúng ta, chứ không phải là chúng ta ra lệnh. Chúng ta không ra lệnh cho Chúa. Ví dụ như trong nhà anh chị em có cha mẹ phải không ạ? Và cha mẹ cho anh chị em cái quyền để ra cái yêu cầu. Anh chị em nằm và anh chị em nói: ồ, con muốn uống sữa, con muốn có chiếc xe để đi, con muốn điều này điều kia. Mình chỉ nói đó, con yêu cầu, tôi yêu cầu có một chiếc xe để đến. Thì cha mẹ, những người có cái thẩm quyền trong nhà sẽ đáp ứng cho anh chị em điều đó trong tình yêu thương, không ạ? Trong cái sự đảm bảo, chứ không phải là mình ra lệnh, mình nói rằng Chúa hãy làm điều này, Chúa phải làm điều này. Không nha, anh chị em phải hiểu cho nó đúng nha. Ngài nói câu đó có nghĩa là Ngài ủng hộ, hả? Trong tình yêu thương, Ngài ủng hộ, Ngài hỗ trợ, Ngài đảm bảo rằng những yêu cầu của chúng ta được đáp ứng bởi thẩm quyền của Ngài. Cho nên anh chị em không thể tách rời một người khỏi danh của người đó. Nếu danh của người đấy làm điều gì thì có nghĩa chính chính người đó đang làm. Tôi đã nói rồi, đây là lý do tại sao mà chúng ta làm chứng rằng ngày nay Chúa Giêsu vẫn còn làm phép lạ. Tại sao? Bởi vì danh Ngài khiến cho những phép lạ đã xảy ra, đúng không ạ? Đây là điều mà Phi-rơ đã làm tại cổng đẹp của đền thờ. Ông nói: vàng bạc thì ta không có, nhưng cái ta có thì ta cho ngươi. Nhân danh Giêsu người Nazareth, hãy đứng dậy mà đi. Ông ra lệnh, ông lệnh cho người ấy đứng dậy và bước đi. Anh chàng thang ạ, ông lệnh cho người ấy đứng dậy và bước đi. Ông không đòi hỏi điều này từ Đức Chúa Trời. Ông không nói là Đức Chúa Trời hãy làm cho người này đứng dậy đi. Ông ra lệnh cho Đức Chúa Trời, nên hiểu ý tôi nói. Nhưng ông nói là nhân danh Chúa Giêsu Nazareth, hãy đứng dậy mà đi. Đấy. Ông không đòi, không lệnh điều này cho Đức Chúa Trời. Ông nói nhân danh Chúa Giêsu người Nazareth, hãy đứng dậy mà đi. Đây không phải là một lời cầu nguyện nữa, đúng không? Đây cũng không phải là một lệnh cho Đức Chúa Trời, phải không? Nhưng đây là một yêu cầu người này phải bước đi trong danh Chúa Giêsu. Nhân danh Chúa Giêsu, điều này phải được đáp ứng, điều kia phải được đáp ứng. Đây là cái yêu cầu. Tôi trở lại với câu chuyện. Ví dụ như ở trong nhà anh chị em là một nhà gọi là khá giả, thường là có ngày xưa có tôi tớ, phải không ạ? Nhân danh cha tôi, nhân danh mẹ tôi, nhân danh gia đình tôi yêu cầu phải có một bữa ăn trưa trên bàn. Thế là các tôi tớ sẽ làm một bữa ăn trưa trên bàn. Ý là như vậy, đúng không ạ? Đó là cái điều mà chúng ta thấy. Cho nên sau đó Phi-rơ làm chứng rằng, Phi-rơ nói rằng đức tin nơi danh Chúa Giêsu đã làm cho người này được cứng cáp và mạnh mẽ. Đức tin nơi danh Chúa Giêsu đã làm. Đây thật sự là điều mà Chúa Giêsu muốn nói khi Ngài nói là ta sẽ làm điều đó. Ý là danh Ngài làm, đức tin nơi danh Ngài làm, nhưng mà Ngài nói rằng ta sẽ làm cho. Anh em hiểu, anh em hãy nhớ rằng khi Chúa Giêsu nói ta sẽ làm điều đó, Ngài trên trời rồi, Ngài thăng thiên rồi. Nhưng Ngài nói ta sẽ làm, có nghĩa là danh Ngài sẽ làm, đức tin nơi danh Ngài sẽ làm. Mà danh Ngài thì được Đức Chúa Trời ban cho mọi thẩm quyền và năng lực, và khiến phép lạ nó xảy ra. Đó là điều mà chúng ta cần phải nắm lấy ha. Vì vậy chúng ta có thể đưa ra những yêu cầu trong danh Chúa Giêsu. Rất nhiều anh chị em đã chịu đau khổ một cách không cần thiết, bởi vì anh chị em không biết sử dụng, không biết đưa ra những yêu cầu đối với cái cơ thể của mình, bệnh tật của mình. Cho nên nếu anh chị em không có một sức khỏe tốt, anh chị em có thể đưa ra một yêu cầu cho cơ thể mình trở nên khỏe mạnh trong danh Giêsu. Anh chị em phải lệnh cho, không ạ? Những cái điều gì quấy rầy sức khỏe anh em, nó phải rời đi. Anh em phải lệnh cho khối u phải đi trong danh Giêsu. Anh em phải lệnh cho những viêm nhiễm trong người anh em, nó phải đi trong danh Giêsu. Anh em phải lệnh cho những sự khiếm khuyết trên cơ thể anh em, phải đi trong danh Giêsu. Anh em phải lệnh cho tim mạch anh chị em bị quấy rầy đó, phải đi trong danh Giêsu. Anh em phải lệnh cho những chứng viêm khớp hay là những quấy rầy trong cái đau đớn trong khớp, trong xương của anh em, nó phải đi trong danh Chúa Giêsu. Rất là nhiều người ở ngày hôm nay họ chưa được biết cái điều này.
họ chỉ cầu xin, cầu xin, cầu xin. Chúa ơi làm con điều này điều kia. Không, tôi nói với anh chàng hôm nay học thêm một điều mới đi. Chúa Giêsu đã ủy quyền cho chúng ta sử dụng danh Ngài một cách hợp pháp. Chúng ta có quyền đưa ra một yêu cầu trong danh Giêsu và sự việc nó phải được thành. Amen ạ. Chúng ta cần học lấy điều đó. Và rất là lâu rồi. Tôi năm 2019 có một cái chú đến với hội thánh. Chú có một cái khối u ở đây, cục u bằng trái ổi ở đây. Và chú ước ao rằng cái khối u này nó sẽ không còn nữa. Thì mình làm gì? Mình cầu xin à? Không, tôi không cầu xin. Tôi đặt tay lên chỗ đó và tôi nói trong danh Giêsu, khối u này mày phải biến đi, mày phải tan đi, mày phải nhỏ lại, mày phải teo đi, mày phải ra khỏi mặt của người này. Anh chị biết điều gì xảy ra? Một tháng sau anh ấy quay lại làm chứng với khuôn mặt không còn khối u nữa. Anh chị thấy quyền năng của danh Chúa không? Đúng là quyền năng, thật sự là quyền năng, có uy quyền trong danh Chúa Giêsu. Anh em có thể chuyên lệnh cho nó. Và tôi vẫn nhắc lại cho anh chị em thấy được là biển phải nghe, bánh mì phải nghe, người chết phải nghe, phải không ạ? Con cá nó cũng phải nghe, đúng không ạ? Rồi người mù, con mắt mù phải nghe, lỗ tai biết phải nghe, đôi chân bại liệt phải nghe, những cái phun ở trên người cũng phải nghe. Tất cả phải nghe danh của Chúa Giêsu và phải thực hiện ý như yêu cầu mà được đưa ra trong danh của Ngài. Anh chị mời hãy học cách sử dụng danh Giêsu cho hoàn cảnh của mình, cho bệnh tật của mình, cho mọi thiếu thốn của mình. Hãy đưa ra một yêu cầu trong danh Chúa, lệnh cho nó phải được thực thi. Chúa hứa rồi mà, ta sẽ làm cho. Ngài nói Ngài làm cho có nghĩa là danh của Ngài làm cho chúng ta, có nghĩa là năng lực trong danh của Ngài sẽ làm cho chúng ta. Hãy nói điều đó bởi đức tin anh chị em nhé, trong danh Chúa ha. Cho nên Mát chương 16 câu 15 đến 18 chép là Ngài phán cùng các sứ đồ rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu pháp báp têm sẽ được rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đón phạt. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này: lấy dân ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì. Hãy đặt tay lên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Anh chị em đọc ha, câu này quá quen thuộc rồi. Ai là người có những dấu hiệu này kèm theo anh chị em? Ai là người đuổi được quỷ? Ai là người đặt tay lên người bệnh thì người bệnh được lành? Ai là người sẽ nói ngôn ngữ mới? Các anh chị em nghĩ đó là chắc là những nhà truyền giảng, những ông mục sư, những giáo hoàng, những giám mục, phải không ạ? Không, Chúa nói đây là những người tin danh Chúa Giêsu. Những ai tin sẽ được dấu lạ này. Những ai tin sẽ được dấu lạ này. Đây là sự mặc khải cho anh chị em. Anh chị em có tin không? Anh chị em có tin Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời không? Anh chị em có tin rằng Ngài chết cho anh chị em không? Anh chị em có tin rằng Ngài đã sống lại sau 3 ngày và thăng thiên để cho anh em sự sống đời đời không? Anh em có tin rằng Ngài đổ Thánh Linh cho anh chị em không? Nếu anh chị em là người đó thì tất cả những dấu lạ này kèm theo cho anh chị em, không ạ? Kèm theo. Cho nên anh chị em đủ tư cách. Và tôi cũng muốn nhắc luôn, đây không phải là một lời hứa. Nó có vẻ như là một lời hứa nhưng không phải là một lời hứa. Chúa Giêsu không hứa gì với chúng ta ở đây rằng chúng ta sẽ đuổi quỷ, chúng ta chữa lành người bệnh. Đây là một tuyên bố liên quan đến tín đồ, tức là những người tin có những dấu hiệu đó. Những người tin Chúa Giêsu sẽ có những dấu hiệu đó, đó là dùng danh Chúa trừ quỷ, dùng tiếng mới họ nói, đặt tay người bệnh được lành, uống giống trị độc cũng chẳng hại gì, không ạ? Đó là dấu hiệu, dấu hiệu. Như vậy thì nếu anh chị em có thể đặt tay lên người bệnh lành, thì anh chị em cũng có thể đặt tay lên cơ thể của anh chị em. Anh chị em có thể đặt tay lên chỗ cho bị bệnh và nhớ lệnh cho nó lành thì nó phải lành trong danh Chúa Giêsu, có đúng không ạ? Cho nên rất là nhiều những lĩnh vực khác anh chị em. Chúng ta cần phải biết thẩm quyền và năng lực của mình. Đôi khi ma quỷ có thể làm thất bại do bệnh tật cho anh chị em, làm thất bại công việc kinh doanh, thất bại gia đình, tài chính và sức khỏe của mọi người. Ma quỷ nó là. Nhưng Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết những gì thuộc về mình trong danh Chúa Giêsu. Ngài muốn chúng ta biết quyền năng vô cùng vĩ đại của Ngài có đối với mỗi người trong chúng ta là những người tin. Quyền năng hướng về chúng ta này chính là quyền năng mà Ngài đã thể hiện nơi đấng Christ khi
Ngài khiến cho Đấng Christ từ cõi chết sống lại và đặt Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời trong cõi đời đời. Chém thắng này. Khi Đức Chúa Trời hướng quyền năng của Ngài đến Chúa Giêsu và khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì đồng thời Ngài cũng hướng quyền năng của Ngài về cho chúng ta. Ngài đã nâng chúng ta lên cùng với Chúa Giêsu Christ, cho chúng ta ngồi đồng một chỗ với Đấng Christ trên các nơi trên trời. Chém thắng. Vượt xa mọi quyền lực, mọi quyền năng, mọi sức mạnh, mọi quyền thống trị, mọi danh hiệu được đặt ra trong đời này lẫn đời sau. Dân đọc sẽ thấy không có gì ngạc nhiên khi Kinh Thánh nói rằng Ngài lập chúng ta làm vua và thầy tế lễ cho cha Ngài. Anh chị để ý đi, đó là điều diệu kỳ. Cho nên ngày hôm nay đó, tôi cũng muốn nhân tiện đây cũng muốn nhắc lại cho anh chị em mấy cái điểm như thế này trong buổi tối hôm nay. Thứ nhất, anh chị em ơi, là người đã tái sanh, là người đã tin nhận Chúa Giêsu, đừng bao giờ nói mình không có gì. Anh em ạ, anh chị em đang có một thứ tài sản thuộc linh vô hình. Mà thứ tài sản này có thể tạo ra vô số những tài sản khác, tạo ra của cải, tạo ra vật chất, tạo ra sức khỏe, tạo ra gia đình, tạo ra chức vụ, tạo ra phép lạ, tạo ra quyền năng, tạo ra tất cả mọi điều anh chị muốn. Tài sản đó là thẩm quyền và năng lực trong danh của Chúa Giêsu được ban cho anh chị em. Hãy sử dụng danh Chúa Giêsu. Hãy đặt một yêu cầu trong danh Giêsu trên tài chính anh chị em, trên sức khỏe anh chị em, trên con cái anh chị em, trên gia đình của anh chị em. Hãy đặt một yêu cầu, đừng khóc lóc nữa, đừng kêu xin nữa, đừng rầu rĩ nữa. Hãy đặt một yêu cầu trong danh của Giêsu, ta yêu cầu khối u này phải rời đi. Trong danh Giêsu, ta yêu cầu bệnh viêm nhiễm này phải rời đi. Trong danh Giêsu, ta bảo con quỷ nghèo đói này phải rời khỏi ta. Trong danh Giêsu, ta bảo con quỷ nghiện ngập này phải rời khỏi con trai con gái của ta. Trong danh Giêsu, ta bảo rằng cái sự giới hạn thất bại này phải rời khỏi đời sống ta vĩnh viễn. Trong danh Giêsu, ta bảo cái sự mỏi mệt trong cơ thể này phải rời đi. Sự hư trong thận, trong gan của ta phải rời đi. Anh em hãy đặt một yêu cầu trong danh Chúa Giêsu, giống như phê rời. Trong danh Giêsu, hãy đứng dậy bước đi. Trong danh Giêsu, người Nazareth, hãy đứng dậy bước đi. Khi nên nói như vậy thì quyền năng trong danh Giêsu sẽ thực hiện điều đó. Chúa Giêsu đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Ngài không có làm, nhưng mà danh của Ngài làm, vì Đức Chúa Trời ban cho danh Ngài có quyền năng để làm. Ngài thực hiện điều đó qua Thánh Linh của Ngài và các thiên sứ của Ngài và những quyền năng từ thiên đàng đang hiện diện trong hội thánh ở trên đất này. Anh chị em hiểu không ạ? Và tất cả những phép lạ dấu kỳ đó được thực hiện qua danh Chúa Giêsu. Amen chưa? Cảm ơn Chúa. Tôi hy vọng rằng bài học của tôi hôm nay khiến cho anh em được khích lệ và bắt đầu sử dụng danh Giêsu một cách hiệu quả cho mọi hoàn cảnh của mình. Không ạ? Hãy nhớ đi, Chúa Giêsu, Ngài trên đất Ngài làm gì thì ngày nay danh của Ngài có thể làm được điều đó. Cho nên đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Đừng nghi ngờ, chỉ tin và phải hiểu biết và sử dụng. Đừng nói mình không có gì, anh em có tất cả mọi thứ, vì Chúa yêu anh chị em và ban cho anh chị em một điều quý giá mà không ai có được, đó là sản nghiệp đời đời ở trong tay anh chị em. Amen. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Wow, cảm ơn Chúa. Và bây giờ chúng ta đến thời giờ mình cầu nguyện ha. Chúng ta lập tức phải thực hành ngay. Thực hành những gì mình vừa học thực hành những gì mình vừa học. Và anh em sẽ thấy phép lạ xảy ra. Anh em có bệnh tật phải không? Đừng sợ, hãy tin. Anh em bị những cái áp bức, đừng sợ, hãy tin. Hôm nay ma quỷ phải la hét và bỏ chạy. Hôm nay bệnh tật phải tháo khỏi đời sống anh chị. Anh em đang bị thiếu thốn chắc, đừng sợ. Hôm nay phước thiên đàng sẽ đổ xuống anh chị. Anh em bị giới hạn đó, đừng sợ. Hôm nay biển đỏ sẽ rẽ ra trước mặt anh chị. Phải không? Chúng ta đang có tất cả mà. Tất cả mọi quyền, mọi thẩm quyền, mọi năng lực thiên đàng đang hỗ trợ chúng ta nè. Đang đứng về phía chúng ta cơ mà. Đang hoàn toàn gọi là giúp đỡ chúng ta cơ mà. Tại sao chúng ta lại không sử dụng, phải không? Nào, bây giờ tôi sẽ bắt đầu cầu nguyện cùng với anh chị. Những ai đang có vấn đề, những ai đang có nan đề, bệnh tật, đau yếu, trong danh của Giêsu, tôi giải phóng bàn chân. Tôi nói rằng bàn chân đó phải được tự do buổi tối ngày hôm nay. Trong danh của Chúa Giêsu, người Nazareth,
danh có quyền trên mọi danh, mọi đầu gối trên trời dưới đất phải quỳ xuống danh đó. Trong danh của Chúa Giêsu, tôi công bố rằng mỗi một ông bà anh chị em phải được tự do buổi tối hôm nay. Anh em phải được tự do khỏi bệnh tật, chị em phải được tự do khỏi bệnh tật. Tất cả mọi bệnh tật, dù tên gọi mày là gì, trong danh Giêsu ta ra lệnh mày rời khỏi những thân thể đang ở trước màn hình này, rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta ra lệnh mọi bệnh tật, dù tên gọi mày là gì, dù mày đặt ở đâu trong cơ thể của những người đang ở trước màn hình này, dù mày ở trong đầu, trong máu, trong xương, trong gan, trong bao tử, trong phổi, trong tay, trong chân, trong tay, trong mũi, trong họng, trong hệ thống thần kinh, trong hệ thống hô hấp tuần hoàn, trong danh Giêsu ta ra lệnh cho tất cả những tên gọi bệnh tật đó hãy rời khỏi những thân thể đang trước màn hình, hãy rơi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy rơi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng, ta truyền lệnh rơi mọi bệnh tật, hãy rơi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng, ta truyền lệnh. Ông bà anh chị em hãy đặt tay vào chỗ đau của mình, mỗi một người hãy lấy đức tin đặt tay vào chỗ đau của mình nào, đừng sợ nhưng hãy tin mà thôi. Trong danh Chúa Giêsu, ta lệnh cho bệnh này phải rời đi, đau đầu phải đi, mất ngủ phải đi, tiểu đường phải đi, huyết áp cao phải đi, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, mất mờ phải đi, tai biến phải đi, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng, bệnh viêm khớp phải đi, viêm khớp dạng thấp phải đi, bệnh về hô hấp phải đi, bệnh tim mạch phải đi, đau bao tử HB trào ngược thực quản phải đành, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, bệnh trong gan trong thận phải rơi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng, bệnh trong ruột non ruột già trong hành tá tràng phải rơi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng, bệnh trong trĩ, bệnh ung thư, trong tất cả mọi cơ quan nội tạng, ta ra lệnh mày teo đi, khô đi và rơi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy đón nhận, hãy đón nhận, hãy đón nhận, hãy đón nhận, mỗi một người hãy đón nhận sự chữa lành giờ này. Tôi khai phóng quyền năng trong danh Chúa Giêsu, mọi thẩm quyền trong danh Chúa Giêsu, và ta nói mọi bệnh tật dù tên gọi mày là gì, hãy quy xuống trước danh Chúa Giêsu và rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rời đi, rời đi, rời đi, rời đi. Ông bà chị em hãy đón nhận nào. Tôi khai phóng năng quyền đó cho anh chị em. Cơ thể anh chị em bắt đầu cảm nhận được năng quyền của sự chữa lành. Cơ thể anh chị em đón nhận sự chữa lành. Cơ thể anh bạn trên đón nhận sự phục hồi và tự do. Cơ thể anh bạn trên đón nhận sự phục hồi và tự do. Mọi con quỷ dù đó là từ địa ngục, dù cả địa ngục, thì giờ này ta ra lệnh cho mọi con quỷ phải rời đi. Con quỷ tiểu đường phải rời đi. Con quỷ viêm nhiễm phải rời đi. Con quỷ ung thư ta bảo mày rời đi, tật trói buộc mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Con quỷ của tiền đình đau đầu ác mộng mất ngủ phải rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi linh tà thuật bối khoa bối toán lòng cốt phải rời đi trong danh Giêsu. Mọi linh bệnh tật ô uế phải rời đi trong danh Giêsu. Ta nói lấy danh Chúa Giêsu và mày phải bỏ chạy. Mày Satan phải bỏ chạy. Mày Satan phải bỏ chạy. Âu trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rời đi, rời đi, rời đi, rời đi, rời đi Satan trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh em hãy chiến đấu với tôi. Mọi con quỷ ô uế nó phải ra khỏi anh em. Mọi con quỷ bệnh tật nó phải ra khỏi anh em. Mọi con quỷ tà thuật nghèo đói giới hạn phải ra khỏi anh em. Mọi con quỷ của ác mộng người chồng người vợ thuộc linh phải rời khỏi anh em. Mọi con quỷ phải rời đi. Mọi con quỷ của trầm cảm phải rời đi. Mọi con quỷ của thần kinh phải rời đi. Ta trói buộc mày, ta lệnh cho mày rời đi. Rời trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh em hãy công bố nó ra khỏi mình. Hãy công bố nó ra khỏi mình. Trong danh Giêsu anh em có thể đuổi quỷ. Trong danh Giêsu anh em có thể chữa lành. Trong danh Giêsu anh em có thể được an ninh thịnh vượng. Hãy nhận lấy trong danh Chúa Giêsu. Hãy nhận lấy nó trong danh Chúa Giêsu giờ này. Cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Trong danh Giêsu, ta ra lệnh mày ra khỏi hết những người này. Ta ra lệnh mày rơi khỏi hết những người này. Đi ra bằng mồ hôi, đi ra bằng đường tay, đường chân, đường miệng, đường hơi thở. Rơi mọi con quỷ rời đi. Mọi con quỷ rơi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi quỷ mò mã, mọi quỷ oan nghiệp, mọi quỷ oan ức, mọi quỷ kiện cáo phải rời đi. Mọi con quỷ tội lỗi tà dâm ô uế phải rời đi. Mọi con quỷ của sự ngoại tình phải rời đi. Mọi con quỷ của sự nghiện ngập dâm dục phải rời đi. Mọi linh ô uế này tập trói mày rơi trong danh Giêsu người Nazareth. Đi đi, đi đi, đi đi, đi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tự do. Tôi công bố anh em được tự do. Tôi công bố anh chị em được chữa lành. Tôi công bố anh chị em được tự do. Tôi công bố anh em được chữa lành. Mỗi một người đang nghe và ảnh hưởng với giọng nói này, hãy
phải được tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi những người nghe và ảnh hưởng với giọng nói này hãy được lành bệnh trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi những người đang nghe giọng nói này hãy đứng dậy mà đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy rời khỏi giường bệnh của mình trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah. Hãy nhảy múa và ca ngợi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy nhảy lên. Hãy vui mừng trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Oh hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Người nào đang đau cái bàn tay này, đang đau hãy lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Chúa đang bảo anh chị em đã lành bàn tay này. Lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Có ra bớt vô một cách tự do. Lành hoàn toàn, phục hồi hoàn toàn trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Con cảm ơn Ngài Chúa. Ngợi khen Chúa. Hallelujah. Tôi tuyên bố anh chị em được tự do. Tôi tuyên bố toàn thể ông bà anh chị em đang ở trước màn hình này được lành bệnh trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Không có bệnh nào mà Chúa Giêsu không chữa được. Không có quỷ nào mà danh Chúa Giêsu không trừ được. Hãy tự do, hãy được lành bệnh giờ này trong danh Chúa quyền năng. Hallelujah. Wow, cảm ơn Ngài. Tôi nói trong danh Giêsu, tôi di dời mọi bế tắc trên đời sống anh em. Tôi di dời mọi bế tắc về tài chính trên đời sống anh em. Những ai đang thất nghiệp, những ai đang khó khăn, những ai đang thiếu thốn, tôi di dời mọi trở ngại này trên đời sống anh em. Tôi nói rằng phước lành của Chúa đổ xuống cho anh em trong danh Chúa Giêsu. Anh em phải có việc làm. Việc làm phải đến trên đời sống anh chị em. Thu nhập phải đến trên đời sống của anh chị em. Tài chính phải di dời trên đời sống của anh chị em. Mọi thiếu thốn ta bảo mày rời đi. Mọi nghèo đói ta bảo mày rời đi. Mọi giới hạn ta bảo mày rời đi. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đón nhận. Tôi giải phóng anh chị em cho sự thịnh vượng của Đức Chúa Trời. Tôi giải phóng anh chị em cho sự sung mãn của Đức Chúa Trời. Hãy sống khỏe mạnh. Hãy sống bình an. Hãy sống dư dật. Hãy sống trong sự dư dật mọi bề. Hallelujah. Cảm ơn Ngài Chúa. Tiếp tục với anh chị em. Tiếp tục công bố nào. Tôi muốn mỗi anh chị em nhân danh Chúa Giêsu tuyên bố rằng mình được lành, mình được tự do, mình được thịnh vượng, mình được vui thỏa, mình được bình an, mình có mọi sự trong danh Chúa Giêsu. Hãy công bố nào, công bố ra miệng. Lời công bố của anh chị em, lời công bố của anh chị em chính là đức tin của anh chị em, lời công bố của anh chị em chính là tài sản anh chị em có. Hãy công bố một cách mạnh dạn bởi đức tin giờ này. Cảm ơn Chúa. Wow, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Ngài. Tôi thấy rất là nhiều người được Chúa động chạm buổi tối cầu nguyện hôm nay. Rất là nhiều người à, không phải một vài người đâu, nhiều lắm à. Và sự chữa lành xảy ra tràn lan. Sự tự do cũng tràn lan. Wow, và anh em còn đón nhận nhiều điều tươi mới trên đời sống anh chị em qua dân của Chúa Giêsu. Anh chị em được đột phá, nhận ân tứ, nhận sự thâm viếng, nhận sự khai mở, nhận sự mở đường trong buổi tối hôm nay. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Oh hallelujah. Ngợi khen Ngài. Anh em hãy lấy đức tin đón nhận và viết lời làm chứng xuống anh chị em. Hãy viết lời làm chứng. Hallelujah. Hãy viết lời làm chứng xuống. Anh em cứ làm chứng vì danh của Chúa Giêsu chữa lành cho mình như thế nào. Danh của Chúa Giêsu đã giúp mình tự do như thế nào. Danh của Chúa Giêsu đã giúp cho mình được thịnh vượng như thế nào. Danh của Chúa Giêsu đã giúp mình bình an như thế nào. Hãy làm chứng lên cho em. Viết xuống. Hallelujah. Oh hallelujah. Lời Chúa nói rằng những ai tin danh Ngài sẽ không hổ thẹn bao giờ. Tức là không thất vọng bao giờ. Anh chị em sẽ được như chính Chúa cho mình, hứa cho mình. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Làm chứng lên trên. Hãy làm chứng xuống bên dưới nào. Viết xuống bên dưới. Và để khích lệ nhiều người. Khích lệ rất là nhiều người, phải không ạ? Buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Amen. Tay đã được lành. Cảm ơn Ngài. Thấy chưa? Chúa đã chữa một cánh tay được lành. Cảm ơn Ngài. Ồ, một người khác nữa thì được tự do. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Oh hallelujah. Cảm ơn Chúa. Tiếp tục lên trên. Hãy làm chứng xuống bên dưới. Làm chứng xuống bên dưới. Hallelujah. Những gì Chúa làm cho mình. Cảm ơn Ngài. Hơn 300 anh chị em đang online giờ này, đang có mặt giờ này. Hãy nói rằng
con đã nhận được sự chữa lành, con đã nhận được sự giải phóng, con đã nhận được sự tự do, con đã nhận được sự thịnh vượng. Tất cả những điều đó con nhận bởi danh của Chúa Giêsu người Nazareth. Amen. Cảm ơn Ngài. Wow, Chúa đang làm việc. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Ngợi khen Chúa. Ngợi khen Chúa. Ngợi khen Chúa. Wow, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Amen. Tiếp tục comment anh chị em. Tiếp tục viết những comment xuống bên dưới để cho nhiều người khác thấy được rằng danh của Chúa là danh thực tế. Ngài cứu rỗi thực tế, Ngài chữa lành thật sự, Ngài ban phước thật sự. Danh của Chúa là danh mà y như Công vụ chương 4 câu 12 đã nói, dưới trời này không có danh nào khác ban cho mọi người để nhờ đó mà kêu cầu mà được cứu. Thật sự dưới trời này, danh Chúa Giêsu là một tài sản cho toàn thể nhân loại. Danh Chúa Giêsu là một giải pháp cho toàn thể mọi người, dù bất kể người giàu, người nghèo, người già, người trẻ, không phân biệt sắc tộc giai cấp. Những ai cần, những ai khiêm nhường, những ai hạ mình kêu cầu danh Chúa thì người đó sẽ được lành. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Amen. Cảm ơn Ngài. Wow. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Tuyệt vời. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Ngài. Hơn 312 mười mấy ông bà anh chị em đang có mặt online đây. Tôi nghĩ rằng buổi tối hôm nay là một buổi tối đầy phước hạnh. Đức Thánh Linh sẽ ngập tràn ông bà anh chị em ha. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Ngài. Và anh chị em đã sẵn sàng cho ngày 25 tháng 11 phải không ạ? Sẵn sàng. Tôi tin rằng ngày hôm đó mưa sẽ đổ xuống. Mưa này không phải mưa bình thường. Mưa này là một cơn mưa từ trời sẽ đổ xuống. Và chúng ta sẽ được ngập chìm trong sự hiện diện của Chúa, trong sự chữa lành, trong sự nâng cấp, trong sự ban ơn, trong sự sức dầu, trong sự giải phóng. Và tôi tin rằng ngày hôm đó là một ngày mà chúng ta ăn tiệc cùng với Chúa Giêsu. Tôi muốn tất cả ông bà anh chị em hãy cầu thay cho hôm đó. Hãy cầu thay cho một ngày chúng ta có thể được ở cùng nhau và ở cùng với Chúa. Phải không? Một ngày chúng ta ngập chìm trong sự phước hạnh này. Xin Chúa ban phước gìn giữ toàn thể ông bà anh chị em trên hà lộ trình đi lại, gìn giữ toàn bộ sức khỏe của ông bà anh chị em, toàn bộ niềm khao khát của ông bà anh chị em được đáp ứng. Amen. Tôi rất là háo hức ngày hôm nay. Tôi rất là háo hức ngày hôm nay để chờ đón ngày 25 tháng 11 tới. Amen. Xin Chúa ban phước cho thầy chúng ta nha. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Và giờ này một lần nữa thay mặt Hội Thánh Nhà Muôn Dân, cảm ơn tất cả bạn chị em đã kết nối và lắng nghe lời Chúa, đã cầu nguyện cùng và đã nhận lãnh phép lạ, đã làm chứng trong danh Ngài. Xin Chúa ban phước cho thầy anh chị em. Tôi chào tạm biệt anh chị em ở nơi này. Chúa ở cùng. Amen. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.